Nè, xin chào các bạn nha. Đây là cái ngọn lửa Olympic á, mà lúc mà mình quay trực tiếp thì mình bị hết pin nè. Bây giờ mình quay cái lúc mà cái người cầm cái ngọn lửa Olympic phía chạy ngang cái nhà mình nè các bạn. Ở Bonvan cách Paris là 120 cây số đó các bạn ơi. Rất là vui, mà rất là nhộn nhịp và rất là vui. Mình quay cho các bạn xem ha. Chúc các bạn xem những cái môn thể thao Thế vận hội năm 2024 thật là vui vẻ nha, và thật là nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt nha, bye bye.